muốn đưa lên để giới thiệu cho anh chị thưởng lãm ạ, và cùng giao lưu với tác phẩm VIP này ạ. Và bên em sẽ giới thiệu gần với anh chị một cái tác phẩm VIP này nhau nhá. Và trước khi giới thiệu, bên em có đọc kích thước cho các bác cùng cân đối tác phẩm ạ. Kích thước là cao 1m70 ạ, ngang 60 và chiều sâu là 38 thôi nhá. Vâng, kích thước này trừ kỷ đi ạ, kỷ cao 30 phân trừ kỷ đi, kích thước này còn 1m40 thôi nhá. Vâng, một cái siêu phẩm rất là to ạ, siêu phẩm quang công múa rồng ấy nhá. Vâng, một cái siêu phẩm rất là VIP ạ. Và bên em sẽ đi gần với tác phẩm để giới thiệu với anh chị ạ. Vâng, và tác phẩm này ạ, vâng, một siêu phẩm này bên em giao lưu với anh chị với giá trong buổi giới thiệu video này chỉ là 23 triệu đồng ạ. 23 triệu đồng cho một cái siêu phẩm rất là VIP nhá. Quan công trấn long ạ, trấn nhị long đấy ạ. Vâng, trên chất liệu gỗ bách xanh đấy, bách xanh mộc châu chị ạ. Bách xanh một khâu, một cái phôi gỗ liền to như đẹp như thế này ạ, mà giá hôm nay bên em chỉ giao lưu với giá chỉ là 23 triệu đồng. Và anh chị cùng bên em đi gần với tác phẩm để xem tác phẩm này có đáng giá 23 triệu đồng không, hay là còn đáng giá cao hơn ạ. Vâng, đây là bên em là xưởng sản xuất nhé. Và chúng ta cùng đi gần với tác phẩm nhé. Gần với tác phẩm chưa? Vâng, và anh chị có thể thấy ạ. Vâng, một cái tác phẩm quan trọng nhất là thần thái ạ. Và anh chị có thể thấy thần thái cụ đấy ạ. Từ cái ánh mắt ạ. Vâng, ánh mắt ạ, anh chị có thể thấy ạ. Vâng, ánh mắt cụ ạ. Vâng, từng thần thái đấy ạ. Vâng, từng cái diện cụ, vâng, từng cái hàng lông mày đấy ạ. Vâng, từng cái đường râu ạ, sống mũi ạ. Vâng, ánh mắt, đường tai đấy ạ. Rất là đẹp anh chị, rất là đẹp, một khuôn diện hoàn mỹ đấy ạ. Dành cho cụ nhá. Vâng, dành cho cụ quan công đấy. Và anh chị thấy ạ, trên người cụ ạ, vâng, đang điểm lên ạ. Đang là một bộ chiến giáp nhá, bộ chiến giáp ạ. Vâng, được đục lồi hoàn toàn nhé, đục lồi hoàn toàn đấy ạ. Anh chị có thể thấy cái đầu rồng nhé, đầu rồng. Một tác phẩm hoàn toàn thủ công bằng tay 100% đấy ạ. Bằng 100% bằng tay thì từ trên xuống dưới ạ. Từng cái vạt áo ạ, từng cái đường hài đó ạ. Vâng, từng cái dáng đứng ở cụ đấy ạ. Và cụ thì một tay thì cụ đang cầm cái đồ lọc thanh đao nhá. Và một tay thì cầm kiếm ạ. Còn một tay cụ thì đang chống cầm một cái thanh đao đấy ạ. Thanh đao đấy ạ. Vâng, mà một thanh đao gắn liền với cụ nhá, luôn đi liền với cụ trong mọi trận chiến đấy ạ. Và anh chị, thanh đao này thì còn là thanh đao rời nhá, thanh đao rời ạ. Thanh đao rời chị ạ. Và phía trên ạ, vâng, một tác phẩm rất là đẹp rồi. Và phía trên anh chị có thể thấy ạ, vâng, là một chú rồng đấy ạ. Một chú rồng nhá, một loại động vật tượng trưng cho một loại đứng vật động đầu trong ngũ linh ạ. Vâng, ngũ linh ạ. Vâng, một loại động vật tượng trưng cho vua chúa đấy ạ. Vâng, chỉ có trong truyền thuyết thôi. Truyền thuyết thôi anh chị ạ, truyền thuyết ạ. Anh chị có thấy từng cái đường gai rồng ấy, sừng rồng đấy ạ. Rất là đẹp nhá, rất là đẹp, đường râu đấy ạ. Được tỉa to rất là tỉ mỉ đấy, anh chị có thể thấy thần thái quay quanh đấy. Vâng, anh chị có thấy từng ánh mắt ạ. Vâng, và đường cái đường sống lưng đấy, từng cái đường vảy đấy. Được tục trọng đều tăm tắp ạ. Vâng, vảy kép anh ạ, vảy kép đấy. Vâng, từng cái đường lửa đấy. Đường mây đấy. Vâng, chú rồng này thì đang cưỡi lên những đám mây nhá. Cưỡi nhưng lên những đám mây ạ. Vâng, đám mây chị ạ. Vâng, rất là đẹp đấy. Vâng, và đây chị, hàng đục kỹ, siêu kỹ ạ. Mòi móc sạch sẽ nha, anh chị có thể thấy ạ. Vâng, em theo để đi vào từng cái kẽ mắt, kẽ của tác phẩm. Một tác phẩm siêu kỹ, đục cực kỳ là mềm mại đấy ạ. Vâng, từ trên xuống dưới anh chị ạ. Từ trên xuống dưới đó. Và phía dưới của tác phẩm anh chị có thể thấy ạ. Phía dưới của tác phẩm đấy ạ. Vâng, là một chú rồng nhá. Chú rồng này đang cưỡi lên những cái, vâng, sóng nước, đường sóng nước anh chị ạ. Cưỡi lên những cái đường sóng nước nhá. Vâng, cưỡi lên những cái đường sóng nước đấy ạ. Và anh chị đấy, đục kỹ tứ diện. Vâng, từ những cái sừng rồng đấy, sừng rồng, từng cái đường râu rồng đấy ạ. Vâng, đường móng rồng đấy ạ. Móng rồng đấy ạ, sắc nét tỉ mỉ ạ. Vâng, anh chị tưởng sóng rất cực kỳ mềm mại đấy ạ. Vâng, một tác phẩm hàng kỹ, siêu kỹ, một cái siêu phẩm. Vâng, cao đến 1m7 ạ, ngang 60 và sâu là 38 ạ. Và kỷ ạ, tác phẩm này bên em tặng luôn chị kèm kỷ nhá. Kỷ này là 30 phân mà bỏ kỷ đi, tác phẩm vẫn còn cao đến 1m4 ạ. Một tác phẩm siêu phẩm ạ. Một siêu phẩm hàng đục kỹ sắc nét. Vâng, từ trên xuống dưới ạ. Từ trên xuống dưới, từ trước ra sau nhé. Và một cái siêu phẩm thì rất là sạch sẽ đấy. Mà để một cái phôi gỗ to mà hàng liền trên chất liệu gỗ bách xanh thì cũng rất là hiếm. Anh chị cũng biết rồi.
dòng gỗ bách xanh tới to to thì hầu như toàn là lũa nhá, toàn là lũa đấy, hầu như là lũa. Vâng, đây chưa, và đây chị có thể thấy ạ, mặt sau tác phẩm đấy cực kỳ là sạch sẽ, chất gỗ rất là già này, rất là già đanh đấy. Vâng, sạch từ trên xuống dưới từng cái đường, vâng, từng cái chậm móng chân đấy. Tác phẩm siêu phẩm này to quá nên em không thể quay qua, vâng, quay qua mặt sau cho anh chị ngắm được, chỉ có thể đứng và quay qua cho chị ngắm đây nhé, không thể không chỉ di chuyển lên đằng trước cho chị ngắm được đấy. Và chị đây đằng sau thì rất là sạch sẽ nhé, rất là sạch sẽ, một cái phôi gỗ dày dặn với chiều sâu lên tới 38 á, chiều sâu là 38 nhé. Và một cái siêu phẩm, vâng, đáng để chị nào đang tìm kiếm siêu tầm ạ. Vâng, một siêu phẩm, vâng, quan công trấn nhị long ạ, trên chất liệu là gỗ bách xanh ạ, bách xanh mộc châu ạ, một phôi gỗ to dày đục đẹp thần thái sắc nét ạ. Vâng, và bên em vừa lên giới thiệu với anh chị một cái tác phẩm với siêu phẩm VIP nữa nhá. Vâng, và bác nào mà muốn sở những cái tác phẩm này về gia đình nhà mình ạ, để trấn trạch nhá, trừ tà trấn trạch nhá, thì hãy dinh cái tác phẩm siêu phẩm này về ạ. Vâng, rất là hợp lý, rất là đẹp luôn ạ. Vâng, nhất là như anh chị làm trong chốn quân đội ạ, chốn quân đội nhá, một tác phẩm để trong phòng làm việc ạ. Vâng, một tác phẩm, một cụ quan công thì thường mang theo là cụ thì văn võ song toàn ạ. Vâng, binh thao chiến lược điều quân khiển tướng ạ. Vâng, một cái vị tướng cực kỳ là dũng mãnh ạ, vị tướng cực kỳ là dũng mãnh, và rồng là một loại động vật đứng đầu trong tứ linh ạ, đứng đầu trong tứ linh, đem lại vận khí tốt và cho gia chủ đấy ạ. Một tác phẩm kết hợp là vừa hai, vâng, một tác phẩm kết hợp đầy đủ mà mọi yếu tố mà nhé, anh chị làm cần, anh chị làm cần nhất là những anh chị làm trong chốn quan trường kinh doanh đấy. Vâng, một cái tác phẩm để, vâng, anh chị làm có sảnh rộng đấy, cũng có sảnh rộng thì tác phẩm để sảnh rất là đẹp ạ, để cạnh bàn uống nước vừa ngắm vừa thưởng lãm tác phẩm ạ. Vâng, một cái siêu phẩm mà không phải lúc nào bên em nghệ nhân bên em cũng có, để có một phôi gỗ để chế tác được, mà hôm nay giới thiệu anh chị với giá chỉ là 23 triệu đồng. Và anh chị nào muốn sở hữu siêu phẩm này thì cho em xin từ chốt và kèm với số điện thoại ạ. Và anh chị nào xem lại live sau muốn sở hữu tác phẩm này thì có thể liên hệ trực tiếp bên em qua 3 số điện thoại ạ, 0368338335, 0822338335 và 0944812986, để có thể sở hữu trực tiếp một cái siêu phẩm trong buổi chiều ngày hôm nay nhá, vừa có hoàn thiện xong và lên giới thiệu chị. Các bạn muốn sở hữu thì hãy để lại cho em xin chữ chốt và kèm số điện thoại bên dưới nhá. Và các bạn có thể gọi qua 3 số điện thoại bên em vừa nêu lên ạ, để sở hữu một siêu phẩm VIP nhá. Vâng, và tượng gỗ Trung Kiên bên em cũng xin chào anh chị ạ, và hẹn các anh chị trong những buổi giới thiệu các video mới của bên tượng gỗ Trung Kiên, và những buổi đấu giá và những buổi livestream đấu giá không đồng của bên em nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại các chị ạ. Vâng, xin chào anh chị nhá.